Kính chào quý vị khán giả, sau những ngày tranh đấu liên tục và ngày hôm nay giải bóng đá Cúp Nhi Đồng Báo Thanh Hóa năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Quảng Xương sẽ đi vào những hồi kết cuối cùng, những hồi kết để tìm ra hai đội bóng mạnh nhất góp mặt ở trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua bốn đội bóng mạnh nhất ở trong mùa giải này. Và cặp đấu bán kết đầu tiên sẽ là cặp đấu giữa đội bóng Thành Thành và các cầu thủ Hoa Sơn. Liệu rằng trận đấu này sẽ tạo ra một sự cân bằng không? Và tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Thành Thành và Hoa Sơn trong khuôn khổ bán kết 1 đã chính thức được bắt đầu. Mang tới được sự hưng phấn dành cho các cầu thủ nhí ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ra chân, đó là cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên mà đội bóng Thành Thành đã đem lại. Có lẽ các cầu thủ sẽ có thể tạo ra được những tình huống bóng nguy hiểm. Thôi, không vào. Họ sẽ cần phải đứng vững vàng trước những đợt tấn công của đội bóng Thành Thành. Đưa bóng vào. Vẫn không có bàn thắng dành cho số 10 của đội bóng Thành Thành. Tấn công và cố gắng đưa bóng sang vị trí hai nách biên. Như vậy thì đã có bàn thắng dành cho đội bóng FC Thành Thành. Thị trấn Thành Thành đã đem về được bàn thắng ở thời điểm này. Những tình huống tấn công như sóng vỗ bờ của đội bóng Thành Thành, và cuối cùng họ đã có được điều họ cần. Và nó xuất phát từ một tình huống đá phạt cố định. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Cú dứt điểm là đến từ vị trí số 6 của đội bóng áo tím. Người ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi đó là vị trí của Nguyễn Ngọc Thịnh, xuất phát từ đường truyền biên, một tình huống đá biên của số 3 là Trương Công Đăng. Nguyễn Ngọc Thịnh đã tung ra một cú đá nối với độ chính xác cực kỳ tối đa. Một Mạc Đăng Duy đã mang tới được một trận đấu tứ kết này dành cho đội bóng Hoa Sơn. Thêm một tình huống xử lý tốt. Không được. Nhưng cơ hội vẫn còn. Hai cụ tình huống kết thúc liên tiếp. Ở này thì hậu vệ của đội bóng Hoa Sơn đã chọn đúng điểm đánh chặn. Khá nguy hiểm. 2-0 dành cho đội bóng Thành Thành rồi. Cách biệt đã được gia tăng và người ghi bàn ở trong tình huống bóng này đó là số 8 của đội bóng Thành Thành là Bùi Gia Tường. Chúng ta cùng xem lại bóng này, một tình huống pha bóng và đội bóng Thành Thành đã cắt được bóng của đội bóng đối phương ở tuyến giữa sân. Và một cú đá với quỹ đạo đi của trái bóng cực kỳ khó chịu. Nó đã khiến cho đội bóng Hoa Sơn lần thứ hai phải vào lưới đặt bóng. Người ghi bàn ở trong bóng vừa rồi là Bùi Gia Tường. Đưa bóng vào. Chưa thể thành công với pha xử lý cuối cùng. Khá nguy hiểm. Đây là một công tác của huấn luyện viên trưởng. Sẽ cần phải làm công tác tư tưởng và tâm lý tốt hơn. Dứt điểm. Không vào. Bóng đi sang nách lưới ở trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Tiếp tục là một cơ hội nữa. Dứt điểm. Không có bàn thắng thứ ba. Thêm một pha xử lý bóng hay. Tiếp tục là một cú đá nữa. Lần này cầu thủ của đội bóng Hoa Sơn đã chơi tập trung. Có quá ít những sự hỗ trợ dành cho Mạc Đăng Duy. Đăng Duy không có bàn thắng dành cho đội bóng Hoa Sơn. Đội bóng Hoa Sơn đưa bóng vào. Như vậy sẽ có quyền đá phạt nền. Phạt nền dành cho đội bóng Hoa Sơn. Bóng đá chạm tay của Bùi Gia Tường. Một cơ hội cực kỳ lớn dành cho đội bóng Hoa Sơn để có thể tìm ra bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ áo hồng. Người sẽ đá quả penalty này dành cho Hoa Sơn là Mạc Đăng Duy, ngôi sao lớn nhất của đội bóng Hoa Sơn ở mùa giải năm nay. Quá chính xác. Và 1-2 dành cho đội bóng Hoa Sơn. Lần này là sự lên tiếng của Mạc Đăng Duy. Cú đá penalty bằng mũi cơ bản chân trái của số 7 bên phía đội bóng Hoa Sơn đã đem về bàn thắng quý như vàng ở những phút đấu cuối cùng này. Cú đá quá tốt. Một tình huống đá biên và Văn Hoàn sẽ là người thực hiện quả đá này. Nguy hiểm. Đăng Duy. 2-3 dành cho đội bóng Hoa Sơn rồi.
cách biệt một lần nữa được rút ngắn và Quang Sơn đã cho thấy họ sẽ không bỏ cuộc vào thời điểm này. Liên tục là những sự chỉ đạo tới từ ban huấn luyện bên phía đội bóng Quang Sơn. Tất cả các bàn thắng của trận đấu này tính đến thời điểm hiện tại nó đều xuất phát từ những pha bóng cố định. Và đây là một tình huống pha bóng sai lầm của cầu thủ bên phía đội bóng Thạch Thành. Sau đó thì không thể có một pha rút xa ở tuyến 2. Vẫn đang là đội bóng Thạch Thành. Công Đăng quá khó chịu. Vẫn đang là một sức sướng tuyệt vời tới từ trường Công Đăng. Tiến Thành thêm một cơ hội nữa, không dứt điểm ngay và phối hợp đối với đồng đội. Cú đá không vào. Có cơ hội dành cho đội bóng Thạch Thành, đưa bóng vào. Không có bàn thắng dành cho đội bóng Thạch Thành. Hai tình huống dứt điểm tới từ Phạm Bảo Khanh và Thạch Thành phản công. Tiến Thành lần này thì trọng tài tiếp tục thổi phạt, nhưng lỗi được xác định bởi các cầu thủ Quang Sơn. Còn đây sẽ là một quả đá phạt. Hôm qua chúng ta được chứng kiến đội bóng Nghi Sơn đã có được một tình huống đá phạt cố định thành bàn. Còn đây sẽ là cơ hội dành cho Thạch Thành. Quá đẹp mắt và bố đai. Bố đai dành cho đội bóng đến từ mảnh đất Thạch Thành. Bàn thắng kinh điển ở trong tình huống này. Cú đá phạt hàng rào với sự chính xác, với sự hiệu quả tối đa. Chúng ta cùng xem lại bàn bóng này. Hình ảnh của Quang Hải tại mảnh đất Thường Châu đã được tạo ra tại nhà thi đấu của Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Quảng Sương tới từ Bùi Gia Tường. Cú đúp của Bùi Gia Tường trong trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng này sẽ còn được nhớ mãi trong lịch sử hình thành của giải đấu này và nhớ mãi trong sự nghiệp quần đùi áo số của Bùi Gia Tường. Có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi. Không còn cơ hội dành cho đội bóng Quang Sơn. Khi mà tiếng còi của trọng tài đã cất lên, Thạch Thành đã góp mặt ở trong trận đấu chung kết ở mùa giải năm nay. Xin chúc mừng những nỗ lực của đội bóng Thạch Thành.